Mời quý vị cùng đến Đồng Giáp, Văn Quan Lạng Sơn nhé, nhá. Tổ chức sinh nhật cho cụ bà 85 tuổi rất đông. Các gái Lộc Bình này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm thế này. Bật cười chứ.
还没考呢，咱得五处报销。 Thank you.
câu tí nữa mới được. Tí nữa nhá. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn ít nữa nhỉ? Trên tay bây giờ được không? Đó là cái tên đường của nghe bạn của anh ấy. Ta chia sai rồi. Hay vơ, càng ngày càng hay. Ôi, trên tay à? Vâng, cảm ơn các cô, các chú nhiều nhá. Xin chào và hẹn lại quý các bạn anh chị và tất cả mọi người. Và những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn lại, bye bye mọi người. Xin mời quý vị cùng nghe hát khi giao duyên ở Đồng Giáp, Văn Quan nhé. Hôm nay rất đông. Không hát rồi à? Tắt rồi chị ạ. Úi, cầm luôn nói chị. Đến đường người ta đỡ đi lại. Đấy, quá
thế này người ta không biết nhà thế này bắt bố đi ở ai nhà ba khi mắt trống na lẽ mắt trống na các thanh niên đâu rồi? Thank you.
Thank you.
cá thơ bố mẹ đã chi ơ gió ơ ngài nhà cá thê tố cá đăng mẹ tố cá lơ cái gì hết chưa? Hả? Chưa thấy hết đâu. Chỗ đang ngồi đang đẹp mà. Ở chính mới được à? Đang ngồi đang đẹp sao lại đi đâu? Thấy hết rồi, thấy hết rồi. Đẹp trai lắm rồi đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khấn đồ đại ca lư để a đa chiếu lư nam đế ma ni a tôi hát si hay như này sao sao biết được đi đường nhờ. Hay mà đẹp đôi á nhở vừa đẹp đôi mà vừa hay hát thứ hai anh ở đâu lại hát gì hôm nay mới làm quen là hát si luôn đi hướng cửa xe nào nhở hai anh ở Văn Quan à? Hôm nay là tiếp các chị Cảng là nhiệt tình rồi nhé. Ở trong thôn này mà. Trong thôn này á. Đấy các bạn ở góc trái máy quay của Tổng chính là hai anh ở Đồng Giáp Văn Quan đây. Và xin đón đáp tiếp hai chị gái Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn với những sự kiện rất là hay nhé. Nhạc bộ nào cũng có nhà phải đa phép phải đa phương nước ca đâu mà thấy trai đẹp hôm nay đi ăn cố tìm được trai đẹp vợ nhìn thấy không đang ăn chị này biết gì cái tuổi ăn cơm nữa chưa con về vợ về đây nghe hát xí vợ nhà cháu là cái khó để ăn đang chịu đây đây hát xí có tặng lại vợ đẹp lắm ơn nhở hả đẹp à, đây hai cặp đôi đẹp xinh không, ha, đây này, đẹp đôi lắm ấy, hát xinh vừa hay, người vừa đẹp đôi. Bye.
kệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sang nghe chú hát nào. Hát một tí đi. Ôi ôi, chị kia cười à? Sao mày hát thế có phải hát? Hả? Dạ, dạ nào mà. Hả? Hôm nay mùa phải đằng sau của nè. Không rồi thì chung vui là phải sao? Tí thôi. Mình đang quay thì trong cơn đấy bảo một cơn đấy không thì quay tất lúc đấy ô, đúng không?
Nó chân nó. Hát nó không hay à? Tắt rồi, tắt rồi. Không nhìn chị đâu, mình nhìn các anh chú này, nhìn cái này thôi nhé. Mẹ phải tạm chị sao đây á? Thấy hết mà. Cái máy nó mở đấy nhỉ? Hay là hai chị ngồi sang đây đi. Hai chị ngồi. Hả? Ngồi sang đây sáng hơn, chỗ kia tối sáng. Hả? Thấy mà, nhưng mà ngồi hai chị ngồi sang đây thì đẹp, sáng lắm. Thôi lại ngồi ra đây rồi. Quay lưng đi thôi vớ hai chị này ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cười giòn đó nhở. Đấy, cái này mới thấy chị Hiền. Đấy, cả ngày không thấy chị em nhỉ. Đấy, hôm nay phải đi tắm một tí. Thằng nào. Cho luôn, để đi cho luôn. Cái này bạn đi mấy.
Ôi trời ơi, về hết à? Ừ, chưa về đâu mà khát lắm.
bác à, cái này bà xí có này nọ kia bà xí ở chơi rồi mày mít riêu cắn nọ về bà nhà anh cậu nha, bà nhà đây rồi. Vâng được mà. Đấy, chia tay biệt diện quá rồi. Bây giờ chắc là giúp cháu các cô này không về được rồi nhá. Không cho về nhá. Không cho về. Bắn cái lõ, cái hướng mưa con này. Phải nản nè, mắt cái này rèn là đúng rồi. Không đi các cô chạy về đấy. Không phải không phải nản, tao cái nào mà chứ đéo ơ. Mà cái hành này vơ. Hí ơ. Biện diện đấy. Tỉnh cà chú. Ôi đi đâu rồi chạy à. Ôi. Bấy thôi 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 thôi. Nó hình như chắn à. Ôi. Không phải chút lên thôi, không phải chút lên là không được. Không phải chút lên là không được. Không phải chút lên bằng bột mưa. Không phải chút lên bằng bột mưa. Thảm này nó liều quá. Nó chỉ lúc chút thơ chứ mình nghỉ con này là nó. Thảm này nó liều quá nè. Ngăn bột mưa. Đấy. Không phải chút chút của mày. Không phải được. Chị kia. Hát xì biện diện ở chân hiên nhà rồi. Hát xì là níu kéo ở đây ăn ăn chúc à, ăn cháo à. Cái thứ chúc ở bên mu, cái thứ chúc ở bên mu. Thôi mà vâng, cái chúc đó các bạn. Cái sầu hố ấy, cái sao đó. Thôi mình chúc à, chúc đó. Kiến trúc là của quả mưa à. Ấy, chị ơi. Chị ơi. Mai à. Có phải kiến trúc phục quả mưa à. Thân lắm một nếu không nào. Mát đồ say à. Này này. Ở đây nhà, trong nhà tôi đấy. Vào. Kết thúc căn phục khám lừa. Vâng, đúng, chia tay mới vui. Vâng, ốp, 1, 2. À bên kia cũng 2 cái. Ale, không về rồi. Đúng rồi. Bây giờ hát ra mình kiếm thẳng vào ăn. Không cháu gì à? Đi vào nhà. Vâng. 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 Vâng.
vâng. Đây, đây, đây. Thầy ơi. Ừ. Nhà thầy đâu đấy thầy? Em bác. Vâng. Xuân Long ạ. Đi vào hát gì đi vào kiến trúc rồi vơ. Và tiếp đi các chị ơi. Và tiếp đi. Và tiếp đi anh ơi. Và thi ạ. Vâng, chú đi đi. Lại bà bác. Chưa bà nữa kìa. Thôi không bà rồi. Không bà nữa à? Con bà nó ngồi đấy. Thả mái. Lại bà chi kiếm trời. Bà thi kiếm chảo á. Đưa ra ngoài. Ra ngoài đây. Để đây anh ạ. Đưa bên này đấy. Bên này gọi là bà thi kiếm chảo. Bà thi kiếm chảo nào. Bà thi á. No, no.
bắt bên một bên nhà cửa đây. Mình làm chậm mà cái làm chậm rồi. Oh.
Tắt đi thôi, bướng quá. Tắt đi đi. Hả? Tắt đi thôi.